Ok, xin chào tất cả mọi người đến với kênh của Chuẩn Đức Official. Thì hôm nay cũng là một cái ngày đầu năm, khá là vui đúng không ạ? Hôm nay thì cổ phiếu chúng ta gần như là tăng tăng khá là mạnh. Chúng ta sẽ đi review lại các cổ phiếu của chúng ta ở giai đoạn gần đây nhất để chúng ta nắm rõ cái sự vận động của thị trường. Lúc tối thì cũng có làm cho mọi người một cái danh mục đúng không ạ? Làm cho một cái danh mục. Lúc tối thì cái danh mục của chúng ta là cái danh mục khai xuân. Ở đây chúng ta sẽ phải chú ý lại các cái yếu tố của thị trường chung, cũng như là các cái điều kiện để chúng ta mua vào các cái cổ phiếu. Thực ra thì khi mà thị trường tăng mạnh giống như phiên hôm nay thì hầu hết các cái cổ phiếu đều tăng rất mạnh. Nhưng mà để làm sao chúng ta mua được các cái cổ phiếu thuộc các cái dạng cổ phiếu mạnh nhất và các cái cổ phiếu có độ an toàn cao nhất thì nó phải đòi hỏi rất nhiều các yếu tố ở trong đó. Đầu tiên chúng ta sẽ chú ý đến thị trường chung. Thị trường chung thì hôm nay có một số anh chị có hỏi về khi mà thị trường chung mở gạp thì liệu ở giai đoạn hiện tại nó có an toàn hay không. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy ở đây, khi mà cổ phiếu mở gạp ở phiên hôm nay thì nó có một cái khoảng ở phần phía trước nó có che gạp, tức là ở đây nó có một cái vùng che gạp các bạn này. Đó. Ở vùng che gạp thì cái gạp này nó không đáng đáng lo ngại đối với giai đoạn hiện tại. Thường cả cái khoảng trống mà gạp mở khá xa, nó khoảng che ở xa như thế này này, thường nó sẽ có khả năng lấp lại cao nhất. Còn đối với cả cái trường hợp mà mở gạp mà có khoảng xe rất gần ở đây thì cái khả năng lấp là vẫn tương đối thấp. Để giúp các bạn hiểu rõ về gạp, bởi vì rất nhiều người lúc sáng nay thấy thị trường mở gạp thì không dám tham gia vào một số cổ phiếu. Ở ngoài ra thì ở khi mà thị trường vận động ở một cái chu kỳ đi lên khá tốt như thế này thì nó đã đảo ngược xu thế rồi. Thực ra thì thị trường đã có những cái dấu hiệu đảo ngược xu thế từ cả cái phiên bùng nổ theo đà ở phần phía trước. Và sau khi nó test lại nó không bị thủng thì cả cái phiên này các bạn có thể tham gia lại đối với thị trường. Đúng ạ, tham gia lại đối với thị trường. Chúng ta có thể là gì ạ? Tham gia lại ở cả cái phiên trước sau bùng nổ theo đà, hoặc là tham gia khi thị trường chung tẹt lại đối với một số cổ phiếu. Nhưng mà để mà mua được các cổ phiếu tốt nhất thì bao giờ các bạn cũng sẽ phải tìm các cái cổ phiếu kênh trên. Đó ạ. Hầu hết các bạn để mà xem YouTube của Đức thì các bạn sẽ thấy được rằng là cách mua của Đức là không mua giá rẻ mà mua các cổ phiếu mạnh hơn so với thị trường. Mạnh hơn so với thị trường. Ví dụ như hôm nay thì tối hôm qua thì Đức có mở mua đối với các cái cổ phiếu kênh trên. Kênh trên. Thực ra thì Đức hầu hết các cái cổ phiếu Đức mua sẽ là cổ phiếu kênh trên, không mua cả cổ phiếu kênh dưới. Nên là các bạn đừng có hỏi là cổ phiếu rẻ như thế tại sao không mua. Thì đó là có thể là cái phương pháp của bạn mua, nhưng mà đối với phương pháp của Đức thì Đức sẽ không mua. Đó, chỉ mua cả cổ phiếu kênh và xu hướng đi lên. Đó ạ. Và theo một cái thống kê ở Mỹ và thị trường Việt Nam thì cả các cổ phiếu tốt nhất bao giờ cũng là cổ phiếu kênh trên. Đúng không ạ? Còn cả các cổ phiếu các bạn mua vì giá rẻ thì chưa chắc đến thời điểm hiện tại các bạn hòa vốn. Đó, bởi vì chúng ta không biết là mua bắt rất khó để nó đúng đáy. Rất khó để cả cổ phiếu mà mua bắt được đúng đáy. Nên là khi mà các cổ phiếu có sự cân bằng ở vùng kênh trên ấy, thì cái xác suất các bạn mua thẳng nó rất cao. Nó có thể là 7 đến 80%. Nhất là đối với các cái trường hợp mà các cái cổ phiếu mạnh hơn thị trường thì cái xác suất thắng là cực kỳ cao. Đầu tiên sáng nay thì bên mình có mở mua đối với Thế giới di động PNG là DC. Đó. Ở đây chúng ta sẽ không nói đến cái vấn đề là thị trường tăng hôm nay phiên mà cổ phiếu nào cũng tăng. Nhưng mà cái cách chúng ta mua, cái cách chúng ta quản trị và cái cách chúng ta liệu của chúng ta có tự tin để chúng ta mua giải ngân hay không thì nó tùy thuộc vào nhiều vào cái trạng thái của cổ phiếu. Ví dụ như ở dưới này thì bọn mình không tự tin trong việc giải ngân, nhưng mà khi thị trường đã tạo ra xu thế thì sẽ rất tự tin trong việc giải ngân. Đấy. Ví dụ như ở đây thì bọn mình thấy thị trường nó sẽ rất rủi ro, nhưng mà khi mà thị trường đã đi lên đến đây đấy, thì thấy gì ạ? Thấy nó rất an toàn để giải ngân, bởi vì xu thế là cái yếu tố quyết định. Đúng không ạ? Rất nhiều các bạn khi mà xem YouTube của Đức thì có bảo là khi nào mà thị trường diện ở Đức mà tham gia lại thị trường ấy thì lúc đó nên bán, nhưng mà rất nhiều người bán sau đó họ đã bỏ đi một cái cơ hội rất lớn ở phần phía sau. Đấy. Đôi lúc họ nói đùa thì thôi, nhưng mình cũng không biết là có đúng hay không. Đấy. Nhưng mà đối với Đức khi tham gia vào thị trường ấy, bao giờ nó cũng phải rõ về xu hướng của thị trường chung.
rõ về xu hướng, đúng không ạ? Ít nhất là nó phải có cả cái phiên xác nhận đủ lớn. Ví dụ như cả cái phiên xác nhận đủ lớn ở đây, khi nó test lại mà không thủng thì cái việc tham gia thị trường nó sẽ rất là dễ, và chúng ta có một cái chu kỳ phía sau rất lớn để chúng ta tham gia kiếm tiền, và chưa chắc các bạn mua trước các bạn ăn lại hơn đâu. Đấy. Chúng ta có này PNG này. PNG thì hôm qua có nói với mọi người đối với các cái cổ phiếu mà khi nó rơi và test lại thì cái khả năng test lại lần nữa là cực kỳ thấp. Cái khả năng nó rơi và test trở lại đối với các cổ phiếu đã test hai đáy là cực kỳ thấp, nên là đối với việc mà chúng ta giải ngân vào cổ phiếu này là an toàn. Chúng ta không biết là nó lên hay không, nhưng mà đầu tiên là cái an toàn đã, đầu tiên là rất an toàn. Cái thứ hai nữa là đối với các cái cổ phiếu mà thị trường rơi rất mạnh mà nó không rơi nhiều thì chứng tỏ là thị trường lên hoặc là thị trường biến động ở phần phía sau nó sẽ không rơi nữa. Đấy, cực kỳ an toàn, các bạn hiểu không ạ? Cái yếu tố thứ ba nữa là đối với cái việc mà thị trường cổ phiếu rơi tẹt lại và có màn lấp lại ở phần phía sau này thì cái khả năng bùng nổ phiên hôm nay là cực kỳ cao, bùng nổ cực kỳ cao đó. Nên là sáng nay tối hôm qua bọn mình đã lấy vị cho khách hàng chuẩn bị để lấy vị thế rất sớm đối với những cái dạng cổ phiếu này đó. Rất là chủ động trong cái việc mua. Ví dụ như chúng ta thấy ở đây thế giới di động chẳng hạn, hôm nay tăng khoảng tầm gần tăng trần, thì về nguyên lý về cái cách mua nào thì thứ nhất là nó thuộc về kênh trên đi lên, cái thứ hai là nó test hai lần mà nó không thủng thì chắc chắn nó sẽ không thủng ở phần về sau nữa. Gần như cái xác suất mà xảy ra cái việc mà rơi ở lần số 3 test lại là cực kỳ thấp đấy, cực kỳ thấp đó ạ. Thì đó là cái cách để chúng ta quản trị. Đấy. Khi mà thị trường biến động, thị trường sàn hàng loạt, thị trường biến động rất lớn mà nó không rơi thì cái vấn đề ví dụ như có rơi trở lại nữa thì các cái cổ phiếu này vẫn sẽ là các cái cổ phiếu an toàn và có thể giữ giá tốt nhất, đúng không ạ? Thế giới di động thì nó có hai cái phiên tẹt cung ở đây. Ở đây thì sáng nay của mình cũng đã cho khách hàng lấy thêm vị thế đối với thế giới di động. Thị trường có hai phiên tẹt cung đánh giá tăng phiên này được nhỉ? Đấy. Tức là khoảng tầm sau của phiên ATC là bọn mình đã bắt đầu đánh giá tăng đối với thế giới di động. Tức là khi mà các bạn hiểu về tẹt cung, hiểu về các cái quy luật, hiểu về cái sự vận động của cổ phiếu, các bạn có thể mua rất sớm ở trong phiên. Đấy. Và các bạn có thể lãi 4 đến 5%, nhiều các cái trường hợp các bạn có thể là lãi 5 6% trong phiên nếu mà các bạn hiểu về các nguyên tắc vận động của cổ phiếu, nhất là đối với các cái trường hợp tẹt cung. Nếu mà các bạn hiểu rõ về tẹt cung là các bạn sẽ biết bao giờ cổ phiếu các bạn chạy. Khi mà hiểu rõ về các cái cổ phiếu khi nào nó có khả năng chạy thì sao? Thì các bạn có thể là giải ngân lấy vị thế rất sớm đối với cổ phiếu. Đúng không? Đấy, bởi vì bọn mình tư vấn thế nào thì bọn mình có thể chia sẻ cho các bạn cái nguyên tắc, cái nguyên lý sai cắt lỗ. Nhưng mà khi mà chọn những cái cổ phiếu sẽ chọn cả cái dạng cổ phiếu kênh trên. Một số các bạn có nói về cái việc là phải bán cắt lỗ. Thì ở đây các bạn phải hiểu như thế này này. Không ai đầu tư trên thế giới mà đúng là hết cả. Chỉ là làm sao để tăng được cái xác suất các bạn thẳng lên cao hơn thôi. Chứ về việc mua sai này rất bình thường. Ví dụ bọn mình đầu tư để tồn tại đến bây giờ, cái quan trọng nhất là cắt lỗ. Đấy, phải biết giới hạn thua lỗ của mình. Đấy. Còn không thể đúng được hết, nên là cái việc mà các bạn mua nó bị sai trong cái quá trình đầu tư là hết sức bình thường, nhưng mà các bạn phải giới hạn được cái số lượng lần các bạn sai cũng như là số lượng tiền các bạn mất trong cả cái đợt sai đó. Nên là Soros có một cái câu rất hay, đó chính là không quan trọng bạn đúng hay sai, quan trọng là bạn khi bạn đúng thì bạn kiếm được bao nhiêu tiền, hoặc là khi chúng ta sai thì chúng ta mất bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Sai thì mất bao nhiêu tiền. Hoặc là hôm nay bọn mình cũng cho lấy vị thế rất sớm đối với HDC. Tất cả cổ phiếu này rơi này, test line này, không thủng thì ở cái thứ nhất là đầu tiên là an toàn. Đầu tiên ở phần phía sau này là cực kỳ an toàn. Cái yếu tố thứ hai nữa là kênh trên thì nó rất dễ chạy mạnh. Đấy, HDC. Hôm nay thì nó tăng trần. Đúng không ạ? Các bạn hiểu, khi mà hiểu cả cái nguyên lý về cổ phiếu
chứ các bạn sẽ bao giờ cũng sẽ mua được các cái cổ phiếu tốt nhất và an toàn nhất. Đấy. Sáng nay thì bọn mình cũng mở mua thêm Techcombank. Khi mà mình mở mua thêm Techcombank thì mình thấy có một cái dấu hiệu, đó chính là VPBank chạy. VPBank thực ra nó đã chạy cái phiên hôm qua rồi. Thì trong cái hai cái cổ phiếu này thì Techcom là cổ phiếu chạy sau. Ví dụ như chúng ta thấy VPBank chạy này. Hôm qua thì nó đã bắt đầu chạy chân rồi. Hôm trước Tết thì nó đã bắt đầu chạy chân và sáng nay thì nó cũng chạy rất là mạnh đối với VPBank. Về bản chất những cái cổ phiếu chạy mạnh là do nó phục hồi rất mạnh về đến cái vùng đỉnh trước, nên là những cái cổ phiếu này nó theo quản trị nó sẽ là cổ phiếu hàng đầu của trong ngân hàng đó, nó sẽ là cổ phiếu hàng đầu nhất của trong ngân hàng. Sau đó mình mở mua, thực ra thì bọn mình có mở mua VIB trước trước đó khoảng tầm phiên này là bắt đầu là giải ngân VIB. Hôm nay thì VIB cũng tăng khá là mạnh 5%. Nếu mà các bạn mua tốt thì các bạn có thể ở lại khoảng tầm 10% đối với những dạng cổ phiếu này, 10 đến có thể là hơn nếu các bạn giải ngân ở phiên này. Ở đây nó là hôm trước mình có nói với các bạn về mẫu hình gãy nên rụng, đúng không? Gãy nên rụng. Thì cả cái điểm này các bạn có thể tham gia hoặc là tham gia điểm này. Chất an toàn, không cần không nhất thiết phải mua bắt bắt được ở vùng đáy nhé, mà các bạn phải mua khi nó xác nhận mẫu hình là mua, đúng không ạ? Còn Techcombank thì nó là sao? Techcombank thì cái thứ nhất là nó rơi này, tẹt lại này và phục hồi rất mạnh với vùng đỉnh trước, thì nhiều cổ phiếu này sẽ là cổ phiếu hàng đầu của dòng ngân hàng, cổ phiếu hàng đầu của dòng ngân hàng. Chúng ta không mua cả cái cổ phiếu phía dưới giống như Bit, nó sẽ rất yếu trong cái sự phục hồi này, rất yếu, nó chỉ tăng là khoảng tầm 3,2% trong phiên hôm nay. Hoặc là cả cái cổ phiếu mà gì mà kênh dưới đi lên thì nó sẽ tăng rất ít, rất yếu, bởi vì ở phân phía trên này nó có rất nhiều các cái nguồn cung nó có thể bán ra đấy. Bank nhưng cũng phục hồi được tốt hơn một chút. Nhìn chung thì nó sẽ có cả nguồn cung ở phía trên này cản trở cho cái cổ phiếu đi lên. Nhưng là thông thường khi mà bọn mình mua không bao giờ mua cả cái cổ phiếu giảm sâu. Đó là cả cái nguyên lý khi mua. Đấy. Thế giới đồng. Đấy. Techcombank. Hai cái cổ phiếu VPBank và Techcombank là chạy. VPBank chạy trước thì khả năng Techcombank sẽ chạy sau. Đây, đây là nguyên lý đánh theo dòng. Nếu mà các bạn muốn học về cả cái kỹ thuật này thì các bạn có thể tham gia cả khóa học bên mình. Đấy. Hiện tại thì cái khóa 34 là khóa đang dạy. Khóa 34 là khóa đang dạy. Còn khóa 35 thì tháng tháng diện tháng 2, 27 tháng 2 này là bắt đầu học rồi. Khóa 35 là 27 tháng 2 học nhé. Hôm nay thì bên mình cũng mở thêm mua thêm đổi với DGC. Đây là một cái cổ phiếu mà mình rất là thích ở giai đoạn này, bởi vì nó đặt quá nhiều các cái yêu cầu bên mình. Thực ra thì nếu như đánh ở giai đoạn này thì mình thích đầu tiên là thích DigiWall. Cổ phiếu này là một cổ dạng cổ phiếu mình rất thích, bởi vì sao? Bởi vì về bản chất ở cái đồ xịt nền gãy dụ và phục hồi rất mạnh ở đây. Rất mạnh. Đấy, những người dạng cổ phiếu hàng đầu, những cái cổ phiếu nào hồi mạnh nhất đi lên mạnh nhất đó sẽ là cổ phiếu hàng đầu. Đấy, đi chi quân. Đó. Và được cái đối tượng bọn mình hướng tới là những cái dạng cổ phiếu này. Hôm trước thì bọn mình có để ý mua đối với những cái cổ phiếu như FPT. Các bạn sẽ thấy những cái cổ phiếu này khi mà nó thị trường rơi này mà nó chạy đầu tiên thì nó sẽ là mạnh nhất, nó sẽ là tốt nhất. Đó, bởi vì nó khi mà thị trường rơi mạnh mà nó không rơi thì cả cái big boy, cả cái tổ chức đang giữ giá cho nó. Đó, sau cái quá trình rơi cả là nó sẽ kéo ngay. Đó, các bạn hiểu cái nguyên lý không? Không phải là rẻ thì mua đâu, nó phải mua khi nó đắt. Đó ạ. Hoặc là ri này. Này. Hôm trước bọn mình giải ngân đối với những dạng cổ phiếu này. Tại sao nó như thế? Là bởi vì dụ bò này đi lên này.
thì đó là những cái cổ phiếu hàng đầu, những cổ phiếu tốt nhất trong một cái chu kỳ lên. Đó. Hôm nay thì có giải ngân DGC, thực ra nó bị muộn về điểm. Hôm trước bọn mình giải ngân ở phiên này đâu. Hôm trước thì nếu mà các bạn xem lại cả cái video trước thì bọn mình cũng có chia sẻ về cái việc mua cổ phiếu này. Ở đây nó có một cái mô hình mà mình thấy nó khá kinh điển. Và ở đây hôm nay thì bọn mình đã mở mua khá nhiều. Ở chấp nhận rủi ro để giải ngân nhiều. Tại sao nó lại như thế? Là nó là một cái mô hình mà bọn mình gần như là cả cái giai đoạn nào đánh ở cả cái chu kỳ đều rất thích. Nó là rằng cả cái mô hình kinh điển là. Đấy. Tất nhiên thì nó ở đây để cho các bạn hiểu, để các bạn không bỏ lỡ các cơ hội về sau. Nhưng mà nó sẽ là những cái dạng cổ phiếu kinh điển nhất. Thứ nhất là 1, 2, nền số 3. 1, 2, 3 nền. Đúng không ạ? Nó là diệm. Nó là 3 nền. 3 nền huyền thoại. Nó được coi là cả cái mẫu hình V nền trong nền các bạn nhé. Nền trong nền. Đấy. Để cho các bạn nắm rõ thôi. Chúng ta mua cái gì chúng ta cũng phải có một cái cơ sở, tại sao mình mua, tại sao mình bán, tại sao những cái điểm này, cái xác suất ăn của mình là bao nhiêu, xác suất thắng của mình bao nhiêu. Nếu xác suất thắng đúng cao đánh ôi đánh với tỷ lệ lớn, nhưng mà nếu mà chưa chúng ta xác suất đúng chúng ta chỉ rất thấp thì chúng ta chỉ mua thăm dò thôi. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn này. Đầu tiên nó có 1, 2, 3 nền và ở nền số 3 này nó gãy dụ kéo lên hình chữ V đó, các bạn sẽ thấy nó giống với cổ phiếu riêng cổ phiếu TCM. Đây, một này, hai này, tích lũy lên số 3 này, gãy dụ này. Đó, phục hồi đi lên thì hôm nay nó chính là điểm này. Hôm nay nó chính là điểm đó. Đấy. Nó có chạy được như TCM hay không thì không biết. Nhưng mà về mẫu hình, về cái cách vận động, về cái cách mà Big Boy đánh, trước khi nó đi lên bao giờ nó dụ này, nó ép, nó loại bỏ, nó dụ, nó ép, nó loại bỏ thì cái khả năng chạy ở phần phía sau là cực kỳ cao. Đấy. Dụ rất cao, chạy rất mạnh. Thì để mà các bạn hiểu, các bạn nắm về các cái sự vận động của cổ phiếu ở đây đó. Đấy. Thị trường hôm nay thì cũng đã xác nhận, thực ra mình đã biết là nó vào cái trend mới, nhưng mà nếu như vào trend mới thì không cần phải vội mua, mà chủ yếu là chúng ta mua cái gì và mua như thế nào trong cái quá trình đi lên, bởi vì nếu như đã xác nhận trend mới thì nó sẽ đi lên rất dài ở giai đoạn phía sau nữa. Hôm nay thì bọn mình cũng cho giải ngân thêm đối với giải ngân đối với KDC. KDC. Đấy. Nền này, nền này, dụ này, hướng lên. Đấy. Thì đó là điểm mua. Nó hôm nay nó đạt ít về khối lượng nhưng mà khối lượng phía trước nó khá là tốt. Đúng không ạ? Khối lượng khá tốt. Hôm nay cũng mở mua thêm đối với VIB. VIB thì mình sẽ không nói lại thêm nhé. Trong danh mục thì chúng ta cũng có, hôm qua mình lên thì cũng có gì ạ? Có VIP. Có VTP này. Đấy. Nếu mà các bạn xem cái video tối hôm qua thì các bạn sẽ thấy cổ phiếu này. Hôm nay nó cũng tăng. Và đối với các cái cổ phiếu này dụ hướng lên, kênh cao nằm phía trên thì đó là đối tượng chúng ta có thể quan tâm. Trong cái danh mục hôm qua thì mình cũng có hướng dẫn cho các bạn mua về DHC, đúng không ạ? DHC. Bao giờ cả cổ phiếu phía trên cũng là cổ phiếu mạnh, bao giờ nó cũng là cổ phiếu mạnh nhất đó ạ. Hôm nay nó cũng chân đấy, thì đó là một cái phiên giao dịch của bên mình ngày hôm nay. Thì các bạn nếu mà các bạn muốn tham gia cái hệ thống bên mình để có được những cái tư vấn về cổ phiếu ở trong phiên, cũng như là cách lựa chọn những cái cổ phiếu mà thuộc dạng cả cái cổ phiếu nền trên đi lên. Bên mình thì cái quan trọng nhất là nếu như thị trường đủ cái độ an toàn thì bên mình sẽ lựa chọn cổ phiếu khá là tốt. Bởi vì các bạn hiểu về nền, hiểu về xu thế, hiểu về diện, hiểu về cái sự tệt cung của cổ phiếu
bao giờ cả cái big boy họ sẽ đánh, họ sẽ kiểm tra một cái trước khi cổ phiếu chạy. Nên là thông thường cả cái cổ phiếu bên mình mua là nó sẽ chạy ngay, bên mình mua thường nó sẽ chạy ngay. Đấy. Trong này thì cả cái hệ thống Zoom bên mình thì sẽ là Zoom không chat các bạn nhé. Tức là các bạn muốn hỏi hỏi đáp thì các bạn sẽ phải vào cái Zoom hỏi đáp ở đây để trả lời. Đấy. Mọi người sẽ giao lưu ở đây. Nên là những ấy người mà chưa qua bên này thì dạ. Thì có thể là dạ. Thì có thể là join vào nhé. Chúng ta sẽ nói thêm về một số các cái cổ phiếu ngày hôm qua. Hôm nay thì do mình cũng chưa lên được danh mục, tối nay mình mới bắt đầu lên danh mục để tham gia vào buổi ngày hôm mai. Ngày mai nên là mình sẽ không tư vấn cho các bạn về các cái mã có thể mua vào ngày mai. Hôm qua thì có tư vấn cho các bạn mua ở đây rồi, đúng không ạ? Thì các bạn thấy các cái cổ phiếu nào mà hôm nay chưa bùng nổ mạnh thì có thể là xem xét để chúng ta review lại một chút nhé. Bởi vì cái việc để mà lên được một cái danh mục theo dõi trong một cái phiên là nó khá là mệt các bạn nhé. Nó không phải đơn giản là mình lên cái được ngay, mà nhìn chung là cả cái cổ phiếu nó cần phải có diện có cả cái độ an toàn nhất định thì mình mới lên được. Đây, ví dụ như hôm nay Techcom một khá là mạnh, SJC này, đó, SJC, PTB này, PNG này, PC1. Thực ra mình rất tiếc đối với PC1 các bạn nhé. PC1 là một cái cổ phiếu mà mình cũng theo dõi khá lâu, do cái thị trường nó chưa xác nhận nên là mình không dám mua. Nói chung là không dám mua, bởi vì cái vấn đề ở đây là khi mình tham gia thị trường thì bao giờ cái yếu tố mình đặt lên hàng đầu nó chính là xu thế của thị trường chung. Xu thế của thị trường chung biến động là không mua. Đấy. Cho dù nó là những cái cổ phiếu đi ngược thị trường, cho những cái dù những cái cổ phiếu này là những cái mẫu hình mà mình cực kỳ thích. Ví dụ như rơi này, tẹt line này, hướng lên này, xác nhận khối lượng lớn này. Đấy. Đây là những cái điểm mua mà cái xác suất nếu như một cái xu hướng lên cái xác suất nó đúng khoảng tầm 80 đến 90%. Tức là các bạn mua 10 cổ phiếu thì nếu như vào rơi vào mẫu hình này nó khoảng tầm 8 cổ phiếu là các bạn đúng. Xác suất đúng rất cao. Đấy. Nhưng mà ở đây nó có một cái gạp, đấy là bọn mình chưa vào mua vội đối với cổ phiếu này. Nhưng mà nếu mà mua được đúng cái điểm này là cực kỳ thành công. Rất rất an toàn. HDC, Đại Hòa An, DigiWon là một cổ phiếu dạng cổ phiếu mình khá là yêu thích. BMP thì cũng phục hồi. Một số cả các cổ phiếu dòng đàm thì nhìn chung là gì? Nhìn chung nó chỉ mang tính chất phục hồi thôi. Chưa có các cái điểm mua mới. Hoặc là cả các cổ phiếu như Vinamilk thì sẽ cần thời gian để tích lũy lại. Ok, thì cái video của tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dừng ở đây. Để chúng ta tối nay thì mình sẽ bắt đầu lên tiếp danh mục trong ngày mai. Nhìn chung thì hầu hết cả cái cổ phiếu hôm nay đã chạy rồi. Nên là sẽ rất là khó tìm cho cả cổ phiếu ngày mai. Tối nay sẽ ngồi tìm xem là có cái cổ phiếu nào hay hay không. Các bạn muốn tham gia cái Zoom VIP thì các bạn kéo dưới phần mô tả nhé. Dưới phần mô tả của video thì nó sẽ có gì ạ? Có cái số điện thoại của bạn Tùng, Zalo của bạn Tùng 0984 2606 96. Thì các bạn liên hệ với Tùng để được tham gia cái Zoom này. Cái Zoom Zalo bên mình ấy. Đấy, cái Zoom tư vấn khách hàng VIP Zoom VIP đấy. Để được vào Zoom tư vấn thì các bạn liên hệ với bạn Tùng nhé. Bạn Tùng là số Zalo ở dưới. Nếu mà không liên hệ được Tùng thì có thể liên hệ với mình về số điện thoại 0979.